Hà Nội, giáo viên nhốt trẻ 3 tuổi ngoài cửa giữa trời rét. Theo chị LQ, khi con chị đang ngủ thì bị cô giáo bật đèn và sách dậy, nhốt ra ngoài cửa giữa trời rét, mặc dù bé gào khóc đến mức tè rẩm ra quần. Sự việc xảy ra tại trường mầm non Happy Kids Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội vào chiều 21 tháng 12. Khi xem camera của lớp, chị LQ thấy con trai đang ngủ thì bị cô giáo y, lột chăn, bế xốc nách rồi bắt đứng ra ngoài cửa lớp giữa trời rét. Khi phản hồi sự việc lên nhóm lớp, gia đình nhận được lời giải thích rằng bình thường vẫn phạt các cháu đứng ngoài như vậy nên nghĩ không sao. Cũng theo vị phụ huynh này, sau 3 ngày, ngoài tin nhắn giải trình sự việc, gia đình không nhận được thêm bất cứ cuộc điện thoại hỏi thăm nào từ nhà trường. Quá bức xúc, ngày 24 tháng 12, chị đã đăng thông tin lên mạng xã hội. Ngay sau đó, nhà trường đã liên hệ lại với gia đình. Đại diện nhà trường xin ý kiến gia đình về hình thức xử lý sự việc, đồng ý với gia đình là sẽ cho thôi việc cô giáo đó và nói sáng nay có thể cho con đi học. Kết quả, sáng nay gia đình cho con đến trường vẫn thấy sự xuất hiện của cô giáo y ở lớp. Con thì rất sợ không dám vào lớp. Đây là hành động có thể gây ám ảnh cho trẻ nhỏ nếu lặp lại nhiều lần, phụ huynh này viết. Trao đổi với phóng viên, bà Ngọc Anh quản lý trường mầm non Happy Kids cơ sở Vạn Phúc xác nhận sự việc. Bé trai trong clip tên D, 3 tuổi, học tại trường được 4 tháng. Theo bà Ngọc Anh, bé D, trêu bạn bên cạnh, cô giáo nhắc nhở nhưng D, không nói gì. Sau đó, D, vẫn tiếp tục ỉ ôi. Do hơi nóng tính, cô giáo đã phạt bé ra ngoài cửa đứng khoảng 1 phút. Bà Ngọc Anh cho biết, sau sự việc, gia đình và nhà trường đã thống nhất để giáo viên y, thôi việc. Trường cũng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình và được gia đình chấp nhận. Nhưng đến hôm nay, gia đình lại không cho nhà trường một cơ hội để sửa sai. Hiện bố mẹ cháu D đã cho con tạm nghỉ ở nhà, bà Ngọc Anh nói và cho biết, về phía giáo viên đã nhận thức được việc làm của mình là sai và chấp nhận hình phạt nhà trường đưa ra.